Kính thưa quý vị, sáng 17 tháng 2, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng, phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, bệnh viện đang tích cực điều trị cho các bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn làm 10 người chết xảy ra trên địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam hôm 14 tháng 2. Hiện các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hai bệnh nhân bị chấn thương nặng đã được phẫu thuật trong hôm nay. Hôm nay, các bác sĩ sẽ phẫu thuật cho một ca chấn thương cổ và một ca chấn thương cột sống lưng, tiên lượng không quá phức tạp. Các bệnh nhân bị chấn thương nhẹ hơn chiều nay sẽ có kế hoạch về thời gian xuất viện, bác sĩ Hùng thông tin. Cũng theo bác sĩ Hùng, sau khi bệnh viện tiếp nhận các nạn nhân vụ tai nạn, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đã cử bác sĩ điều dưỡng và hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân.